Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay dẫn các bạn tham quan vườn mai các bạn ơi. Rất là đẹp nha, vườn mai này chơi Tết nha. Siêu bông luôn. Đây. Hàng VIP các bạn ơi. Đây. Hôm nay có dịp đi Sài Gòn các bạn ơi. Vườn này toàn cây VIP không các bạn. Siêu bông nha. Tất cả các cây đều thần trọng hết các bạn. Cây này được anh chủ vườn chia sẻ là cây này là dảo Tân Châu các bạn. Cây này siêu nụ siêu bông luôn. Đây. Rất là nhiều gốc các bạn. Từ từ mình dẫn các bạn tham quan chơi cùng mình. Nhân dịp năm mới thì mình chúc tất cả các bạn có một năm thật nhiều sức khỏe. Bạn sự như ý. Làm đâu thắng đó các bạn ơi. Gia đình hạnh phúc nha. Góc này hết hồn luôn. Ở đây nhà vườn này là tất cả đều ghép hết các bạn. Đa số là dảo Thủ Đức nha. Cây này cái hoành hơn 1 mét luôn các bạn. Rất lớn nha. Đấy đẳng cấp luôn. Đây. Đây tai chi nè. Rất là đẹp. Tàn VIP luôn. Rất là nhiều các bạn. Đây nè. Tất cả đều thành phẩm hết nha. Đây. Qua video mình cũng xin cảm ơn tất cả những người anh em đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh trong suốt mấy năm qua các bạn ơi. Rồi. Năm mới thì mình sẽ tiếp tục các bạn ơi. Phát triển và mình tìm thêm nhiều gốc mai khủng và mai VIP nữa. Để quay mình chia sẻ cho các bạn xem. Đây, cây này cũng khá là đẹp các bạn. Tàn thông 1 cốt nha. Quá đẹp luôn. Tất cả đều thần trọng hết các bạn. Cái này con số gốc bonsai hình thú nha. Đây. Tàn tán thì khỏi bàn nha. Wow. Đẹp quá. Đây. Cái này có gốc quá đẹp luôn các bạn. Thành phẩm luôn nha. Cho các bạn xem bộ đế nè. Hết hồn. Cây này hoành khoảng 70 các bạn. Để thì thôi luôn. Tết mình có vài chậu này mình để trước cửa là chơi là quá là ok luôn bạn. Phong thủy luôn nha. Rồi mặt bên đây luôn. Mai vàng đón xuân. Wow. Tai chi nè. Cây này là ghép dảo Thủ Đức các bạn. Bông 2 lớp nha. Ở đây đã chăm sóc cây rất là kỹ mà mình thấy cây nào cũng xanh mừng mẫn hết nha. Thần chậu thì nhiều mùa rồi, tất cả đều thành phẩm hết. Rồi dẫn các bạn ra qua ra phía trước các bạn tham quan thêm một số gốc nữa nha. Đây, wow, gốc này là bonsai đại luôn nha, cổ thụ luôn, đẳng cấp luôn. Cây này niềm mong ước của nhiều anh em luôn. Tàn thông. Bộ đế khủng long nha. Bộ đế này mình theo mình nhìn ở ngoài thì mình thấy tưởng nó chắc là áo của nó này khoảng 3 mét luôn bạn, có hơn nha. Wow. Tai chi bên trong này. Cây này nách nó bể sâu. Hết hồn.
tạo cái này cũng có vấn đề các bạn, trải qua thời gian rất là dài nha. Đây, đế khủng long nha, quá tai.